the HCG, Architecture and Computer Graphic Training. Vâng, xin chào bạn. Tiếp tục ở trong chuyên đề AutoCAD và làm như thế nào. Thì hôm nay trên cộng đồng AutoCAD Việt Nam do mình làm admin. Thì hôm nay có một bạn thành viên lại hỏi là mọi người trên hỏi làm sao để chúng ta vẽ được cái nền giống như ở trên hình vẽ các bạn ấy đang up lên ở đây. Đấy, thì mình sẽ mở lớn lên cho bạn xem. Thì cái này thì bạn đắp lên là dạng là gì? Dạng lưu vuông, rất nhiều ô vuông đúng không ạ? Và cái dạng kiểu nét đó là dạng nét nét chấm đứt ở đây như thế này. Đấy, thì thực ra là cái này không khó đúng không ạ? Nhiều bạn đã nghĩ ngay trong đầu đến nó là một hai phương pháp của chúng ta thì quen thuộc, ví dụ như lệnh copy, chúng ta sẽ vẽ từng lưới vuông là chúng ta copy lên. Nhưng mà cái này chắc chắn là chúng ta biết được là không, hoàn toàn là không phải thi rồi, nó rất thủ công, mất thời gian. Thì cái cách số 2 nhiều bạn nghĩ đến đó là chúng ta sẽ dùng ví dụ lệnh array, các bạn có thể vẽ một ô vuông và bạn array lên thì nhập tính toán một hồi khoảng cách là bao nhiêu, số lượng chiều ngang, chiều x, chiều y là bao nhiêu, bạn nhập vào cũng tương đối mất thời gian. Thì cách này nó cũng vẫn có thể ra được kết quả như này thôi, nhưng mà cách này mình cũng không khuyến khích lắm. Mình sẽ giới thiệu bộ cho đến các bạn một cái cách số 3. Cách này thì cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Ở đây nhiều bạn bảo là cách lưới 7 lên, lưới 7 này thì nó cũng tạo ra được khoảng cách được, nhưng mà khi in ra thì gần như là nó sẽ không in ra được cái lưới này nhé. Thế còn cái cách số 3 mình sẽ không vòng vo, mình sẽ chia sẻ ngay cho bạn là dùng đến phương pháp là dùng đến hack vật liệu để người ta sẽ tạo ra được cái kết quả như thế này. Bây giờ các bạn sẽ mở vào AutoCAD lên này. Đây là môi trường làm việc. Thì tại đây mình đã tạo sẵn hai layer. Các bạn mở bảng này là mình sẽ tạo sẵn một layer test với màu sắc color là màu xám ở đây 21. Các bạn sẽ để ý một light size. Còn kiểu nét thì nó sẽ chúng ta sẽ phải lựa chọn kiểu nét chấm này. Kiểu nét chấm đứt ở đây. Bạn nào chưa có chọn vào loa load và chọn vào cái kiểu nét này. Coi như xong phần chuẩn bị nhé. Sau khi bạn tạo được như này rồi thì ok. Thế bây giờ các bạn sẽ mở không trước đây. Các bạn sẽ vẽ hình lưới sao? Mình sẽ làm cho bạn ba cái trường hợp để bạn sẽ biết được cái lưới vuông chúng ta sẽ tạo ra như này. Ví dụ mình sẽ tạo ra lưới vuông là 1000 x 1000. Chợ. 1000 x 1000. Cái lưới thứ hai mà các bạn sẽ cần đặt câu hỏi là lưới hình chữ nhật đúng không ạ? Mình sẽ vẽ ra hai hình chữ nhật như sau. Ví dụ như là 1000 x 2000. Ok. Mô dưới này. Cái thứ ba là gì? 2000 x 1000. 3 trường hợp như vậy. Ok. Thế bây giờ đối với cái trường hợp đầu tiên này thì chúng ta sẽ làm như thế nào đúng không ạ? Đầu tiên các bạn sẽ phải mở bảng HT. Hack vật liệu này. Thì đây là cái giao diện của phần hack nó được hiện ra chúng ta. Nếu bạn nào mà quan tâm đến việc chúng ta muốn hiệu chỉnh ở dưới dạng bảng giống như là các cái phần cái đời thấp để nó quen thuộc ấy. Đây các bạn sẽ quan sát tới phần mục option và mục mũi tên ở đây. Bấm cái mũi tên thả xuống này thì nó hiển thị ra cái bảng Hack and Guardian này của chúng ta, được chưa? Thì tại đây các bạn sẽ quan tâm cho mình ba phân vùng như sau. Đầu tiên là phân vùng các bạn phải kích vào phân vùng hack này nhé. Thì cái phân vùng đầu tiên là phần Time Pattern ở đây. Phần thứ hai là Angle and Scale. Phần vùng thứ ba là Hack Origin. Thì ba cái phân vùng này thôi thì chúng ta sẽ tạo ra được kết quả giống như bạn kia bạn ấy đang mong muốn làm được. Phân vùng đầu tiên thì bạn sẽ cái phần size này thì bạn sẽ kích vào, mặc định nó sẽ là phần dòng đầu tiên đúng không ạ? Bạn kích vào phần thứ hai, User Define. User Define. Tiếp đến thì bạn sẽ quan tâm đến bạn thấy là cái hình squat này mình xem trước đúng không ạ? Lớn vuông vậy. Đấy, phần angle and scale bạn quan tâm đến này. Bình thường nếu như là các bạn kích vào phần này rồi thì cái phần double nó đang chưa được tích đâu. Mà nó đang ở dạng hình xem thử nó làm gì? Dạng lưới nằm ngang như này. Thì nó chỉ tạo ra các phần lưới trục nằm ngang nhỉ? Khoảng cách đều nhau là bao nhiêu? 100. Đấy, nếu bạn nào muốn là gì? Chỉ tạo ra các cái lưới trục nằm thẳng đứng thôi thì bạn nhập lên là gì? 90 độ, khoảng cách là 100 đều nhau, được chưa? Còn nếu bạn nào muốn cả hai nằm ngang thẳng đứng thì bạn kích vào double. Thì ở đây bạn có thể nhập không bao nhiêu cũng được. Bạn nào muốn nằm kiểu dạng chéo bạn có thể nhập là 45. 45 thì tạo ra cái dạng chéo xiên tùy theo góc của bạn nhập vào đây. Ở đây mình muốn ô vuông nằm thẳng đứng giống như hình bạn kia mình để là 0 độ, double. Và cái khoảng cách lưới ô vuông từng tức là khoảng cách từng ô vuông là 1 này.
theo chiều x theo chiều y là bao nhiêu, bạn ấy nhập vào 100, lập tức nó hiểu là x bằng y bằng 100. Đấy, vậy là xong hai cái vùng nhé. Cái vùng thứ ba là gì? Thách origin. Thì đây nó giống như là cái hình này, các bạn sẽ lựa chọn cái điểm xuất phát là gốc thách sẽ nằm ở đâu, đúng không ạ? Mặc định nó sẽ là dòng use current origin này, tức là gốc thách là nằm vị trí gốc hiện hành 0,0,0, gốc tọa độ 0,0,0. Các bạn sẽ lựa chọn vào phần specify origin, lựa chọn vào một cái gốc tọa độ mới, một cái vị trí điểm điểm đặt mới, gốc thách mới. Các bạn tích vào đây và bạn sẽ đặt vào một cái điểm góc, bắt đầu điểm góc. À, sau khi bắt được điểm góc ở đây rồi thì bạn sẽ lựa chọn là pick point. À, tích vào đây, lựa chọn vùng hack thôi, ấn cách để kết thúc quá trình hack. Vậy là cái lứa vùng ta đã được tạo ra và chắc chắn là 100 x 100 rồi. Lát nữa mình sẽ đo. Tại đây các bạn sẽ làm gì tiếp theo ạ? Ở đây nó đang là hack và nó có liên kết, thì để mà phá lỡ vỡ được cái liên kết này ra, bạn sử dụng phím explode. Explode lệnh tắt là chữ x. À, bạn ấn cách, lứa vùng của ta đã được gì tách ra, đúng không ạ, thành các cái đoạn line này. Bây giờ bạn quét qua tất cả cái đối tượng này, bạn sẽ để về ở đây, bạn sẽ phân vùng nào các bạn sẽ để về gì, by layer được chưa. À, cái màu của ta là layer, là layer phải là layer test cơ. À, bạn sẽ chuyển về layer test cho mình, thì cái by layer của chúng ta đang là by layer, là cái kiểu nét ấy, là kiểu nét chấm đứt rồi đây. Các bạn thấy là đã thấy là kết quả thành công đúng không ạ? Trường hợp này bạn thấy là kiểu nét đứt nó đang bị hơi nhỏ, bạn muốn cho to này chẳng hạn, ví dụ thế. Bạn sẽ quét chọn qua toàn bộ đối tượng này. Các bạn bấm phím Ctrl 1 trên bàn phím. Ctrl 1 nhé. Hoặc là để hiện ra được cái bảng này các bạn phải là bấm phím số 1 bị hỏng, các bạn sẽ bấm phím CH vẫn là ra được cái bảng property này. Hoặc là một cái lệnh thứ ba là PR. PR thì nó cũng hiển thị ra được cái bảng property này. Dạ. Còn cái phím mình hay dùng là phím Ctrl 1. Cái gì bạn quét chọn qua đối tượng này. Thấy cái bảng này thì bạn sẽ quan tâm đến một phần thuộc tính chung ở đây. Lifetime scale. Đấy, bạn nhập vào đây là nó đang là 1 thì bạn nhập lên tầm khoảng bằng 5. Thì nó sẽ co giãn, nó sẽ phù hợp hơn cho chúng ta, được chưa? To nhỏ thì tùy theo các bạn sẽ nhập cái thông số ở đây thì nó sẽ phù hợp với bài của các bạn. Hãy nhớ là quét qua trước khi chúng ta các bạn nhập vào nhé. Đấy, nó báo lên bằng 5 này. Nó 4 này. Đấy, thì nó sẽ tiếp tục nó co giãn to nhỏ theo cái mức view của bạn xem. Cảm thấy hợp lý thì bạn dừng lại, được chưa? Ok, vậy là bạn đã hiểu vấn đề rồi, kết quả đã được tạo ra này. Bây giờ mình sẽ làm tiếp hai ô như này. Đấy là cái hay của hack, đúng không ạ? Nó không cần biết là x y ngang là bao nhiêu, các bạn sẽ không phải chia, phải nhập thông số bao nhiêu cái cột, bao nhiêu ô vuông, nó sẽ chia hết, các bạn chỉ việc nhập là gì? Chiều này là 100, chiều này 100, nó tự nó sẽ phủ kín hết luôn. Đấy là cái hay của hack. Thế là mình sẽ làm nhanh với hai cái hình này, được chưa? Số này xuống là gì? Chọn đây rồi, double 100 rồi, lựa chọn gốc hack không? Xong. Tích vùng hack. Dạ. Tại đây các bạn explode ra. Và chọn tất cả cái này. À, chuyển sang layer test và gì? Thì để ba layer. Ở đây mình xuất phát, đáng lẽ xuất phát về layer test thì đỡ phải mất công chuyển, đúng không ạ? Đợt ở đây là layer test ba layer. Bạn thấy nó đang bị nhỏ đúng không ạ? Nhỏ thì bạn bấm mảng Ctrl 1 ra và nhập vào đây là 5. À, thì nó sẽ tự nó sẽ rõ nét nhé. Tiếp tục đến là gì? Hack này. Tích điểm gốc hiện này là gốc tọa độ, à cái gốc hack này, cái point này. Đấy. Tích. Sau đó thì quét chọn qua này, để về ba layer, hãy nhớ phải để về ba layer nhé. Đấy, và lựa chọn ở đây, nó đã bị nhỏ mà, các bạn nhập lên 5. Năm mà nhỏ quá bạn nhập lên 10, để chọn tùy theo cái mức hiển thị của bạn cảm thấy phù hợp. Ok chưa? Hoặc là mình làm một cái nữa, ví dụ như nó đang làm ô vuông, đúng không? Mình phải làm chéo xem có được không? Thử thôi. Thực ra mình cái này mình chưa thử đâu. Thử xem nó có ô vuông nhưng mà dưới dạng chéo 45 độ có được hay không nhé. Tích vào đây. Ở đây mình nhập lên 45 độ thử xem được hay không. Cái này mình đoán thôi, còn chưa thực hiện lần nào. Đó. Vẫn được đúng không ạ? Các bạn thấy là kết quả của ta đã được tạo ra dạng lưới chéo này. Quét chọn qua đây và lựa chọn gì? Đây. Đó. Lựa chọn qua đây này. Nhập về 5. Đấy, thì nó cũng cho ra kết quả như này. Đấy, hoặc là một ví dụ tiếp theo nữa này. Mình làm đầy đủ cho bạn luôn. Nếu bạn không thích là gì?
không thích double thì bạn thích bỏ này đi, nó đang là 45 độ hoặc là nó thích theo theo chiều thẳng thẳng đứng không thôi, bạn nó giống kiểu array một cột thôi, nếu có không khoảng cách là 100, luôn luôn nhớ 100. Nằm ngang, cái này nằm ngang bạn là muốn thẳng thẳng đứng nhập 90 vào đây. Đó, 90 vậy. À nhưng mà cái này mình đang chưa lựa chọn góc hack thì nó bị sai, nên mình phải lựa chọn góc hack cho nó. Hãy nhớ là phải lựa chọn góc hack thì nó specify thì nó mới đều dàn đều cho ta được. Ok. Đó. Phải lựa chọn góc hack nhé thì nó mới dàn đều chúng ta. X này. À, sau đó thì quét quang này chuyển về thì 3 layer này và nhập lên là tầm khoảng 5. Enter. Rồi các bạn đã hiểu được vấn đề rồi chưa ạ? Đó, tùy theo cái góc nào bạn có thể xoay được hoặc là không xoay. Ok, vậy là kết quả chúng ta đã thu được và hy vọng rằng bạn ấy sẽ áp dụng được cái phương pháp này hiệu quả để làm tiếp tục cái công việc của mình nó được tốt nhất. Ok, chúc các bạn thành công.